lắm. Ví dụ mà cái đơn của nó mà nó phạm luật, nó ghi sai luật OAC thì mấy chú nghĩ ta nên theo lên theo lập tức luôn hay là cho nó cơ hội lần thứ hai? Cho đi luôn chứ luật OAC không thuộc thì làm gì? Mấy đứa mà nó ghi luật RT á, nó ghi sai quá trời luôn, không có là ghi đúng hết. Mai mới là sẽ đi hết đúng không? Tài đúng không? Ra đi. Không phải nhả một sau ra vô trong đó nổi. Ai xuống sân bay dưới chết luôn.